Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chiếc LG V30 đang bị lỗi nháy màn hình như này. Đó, các bạn để ý, lúc thì nó lên, lúc thì nó lại nháy loạn lên. Đó. Đó, giờ dùng bình thường, các bạn để ý một chút, nó nháy rồi. Đó. Đó, các bạn để ý, nó nháy rất là hay như này. Đó. Đây là dấu hiệu báo hiệu màn hình LG V30 quý vị các bạn đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình của điện thoại LG V30 bị nháy màn hình, bị chớp màn hình, chớp bật. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu màn hình LG V30 quý vị các bạn đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Ở đây cũng là một trong những cái câu hỏi rất là nhiều khách hàng gọi điện hỏi di động cao cấp.vn vì sao mà nó màn như này, báo hiệu như thế nào và sửa như thế nào. Thì với cái tình trạng như này thì chắc chắn 100% là phải thay mới màn hình các bạn nhé. Không có cách nào khác ngoài thay mới màn hình. Đó, nó cứ chớp này là buộc phải thay mới màn hình rồi. Để tư vấn rõ hơn về cái lỗi chớp giật màn hình LG V30, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tẩy di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc liên quan màn hình, màn hình cảm ứng của điện thoại LG V30, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tẩy di động cao cấp.vn. Chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại LG V30 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.